Thầy giáo xin chào mừng tất cả các em đến với giờ học trực tuyến môn âm nhạc lớp 4 hôm nay. Các em thân mến, vì tình hình đại dịch Covid vẫn còn diễn biến rất là phức tạp nên thầy trò chúng ta chưa thể đến trường. Ngừng đến trường nhưng không có nghĩa là ngừng học, phải không nào? Các em thân mến, trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng đứng trước màn hình, chúng ta cùng khởi động với trò chơi âm nhạc. Các em sẽ nghe giai điệu và cho biết giai điệu đó có trong bài hát nào và tên tác giả của bài hát đó nhé. Thầy mời các em cùng đoán xem giai điệu trên có trong bài hát nào. Và thầy tin tưởng rằng các em sẽ rất nhanh có kết quả. Đó là bài hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan, nhạc và lời Lưu Hữu Phước. Tiếp theo, thầy mời các em cùng nghe tiết tấu và đoán xem đây là câu nhạc nào trong bài hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan nhé. Thầy mời các em cùng nghe lại. Và thầy tin tưởng rằng các em đã có kết quả của mình. Đó là câu hát ca vang lên, tay nắm tay qua biển núi. Các em thân mến, để các em củng cố lại kiến thức đã học, đồng thời tìm hiểu và khám phá thêm những điều mới lạ trong giờ học ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tiết số 29, ôn lại bài hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan, nhạc và lời Lưu Hữu Phước. Và tập đọc nhạc số 8. Với bài học này thì các em cần đạt một số yêu cầu như: các em biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát, các em biết hát kết hợp vận động phù họa, các em đọc đúng nhạc bài tập đọc nhạc số 8 trích bài Bầu Trời Xanh. Qua bài học này, các em có cơ hội hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc. Các em có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, yêu hòa bình và yêu thương mọi người. Và để đạt được hiệu quả trong giờ học thì các em chuẩn bị một số đồ dùng như: các em chuẩn bị tập bài hát và chuẩn bị thanh sách. Các em thân mến, chúng ta bước vào hoạt động luyện tập. Ở giờ trước, thầy giáo đã hướng dẫn các em hát lời 1 của bài hát Thiếu Nhi Thế Giới Liên Hoan. Vì giai điệu lời 1 và lời 2 giống nhau, chỉ khác về phần lời ca, đoạn điệp khúc lời ca thì lại giống nhau. Nên sau đây thầy mời các em nghe lại lời 1 kết hợp với nghe lời 2, chúng ta sẽ nhẩm theo lời 2 để chúng ta hát bài hát này nhé. Loài rừng kia con ngàn tình yêu chứa chan, của đoàn kia
Tiếp theo, thầy mời các em hát và kết hợp gõ đệm theo nhịp bài hát này. Những điểm thầy giáo đã đánh dấu ở trên màn hình thì các em hãy dùng thanh phách, chúng ta gõ đệm theo nhịp bài hát này nhé. Tiếp theo, các em sẽ hát kết hợp với vận động cơ thể bài hát này. Các em có thể tự sáng tạo ra các động tác vận động cơ thể cho bài hát. Hoặc có thể các em xem video sau đây và các bạn thực hiện theo nhé. Sau đây, thầy mời các em cùng chuyển sang nội dung thứ hai, đó là chúng ta đi tập đọc nhạc số 8, trích bài Bầu Trời Xanh, nhạc và lời của Nguyễn Văn Quỳ. Nhìn vào bài tập đọc nhạc này, các bạn có thể biết được bài đọc nhạc này được viết ở nhịp 2-4. Trong bài tập đọc nhạc số 8, có các nốt nhạc, nốt đô, nốt rê, nốt mi, nốt son và nốt la. Trong bài tập đọc nhạc số 8, âm hình tiết tấu của bài nốt đơn, nốt đen và nốt trắng. Đây là hình tiết tấu của bài. Sau đây, thầy mời các em cùng luyện cao độ bài tập đọc nhạc số 8. Khi luyện cao độ thì các em sẽ kết hợp với đọc nhạc theo ký hiệu bàn tay. Thầy mời các em cùng đọc nào. 2, 1. Tiếp theo, thầy mời các em cùng luyện tiết tấu của bài tập đọc nhạc này. Với hình tiết tấu chính của bài thì các em đọc là
đơn 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 đen đen đơn 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 trắng. Và khi gõ thì các em sẽ dùng thanh phách để gõ. Các em sẽ nghe lại. Thì mấy em cùng thực hiện nào. 2, 1. Tiếp theo, thầy mời các em sẽ nghe thầy giáo đọc mẫu bài tập đọc nhạc này. La la mi son la la son la son mi re re mi son mi re re mi son mi re do. La la mi son la la son la son mi re re mi son mi re re mi son mi re do. Tiếp theo chúng ta sẽ đi học từng câu của bài đọc nhạc này. Mà nghe giai điệu câu số 1. Mấy em nghe lại. Thì mấy em cùng đọc nào. 2, 1. Tiếp theo, thầy mời các em đến với câu 2. Thầy mời các em nghe giai điệu câu 2. Các em nghe lại. Sau đây, các em sẽ ghép cả bài. Khi ghép cả bài thì các em sẽ đọc nhạc kết hợp với ký hiệu bàn tay và với đọc với nhạc đệm nhé. Tiếp theo, thầy mời các em cùng ghép lời ca kết hợp với gõ đệm theo phách của bài đọc nhạc này. Các em thân mến, như vậy là thầy trò chúng mình vừa cùng tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiết học số 29, ôn bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan và tập đọc nhạc số 8. Thông qua bài học này, thầy hy vọng các em có những trải nghiệm thú vị với môn âm nhạc của mình.
Các em ở nhà hãy giữ gìn sức khỏe, vâng lời ông bà, cha mẹ và cùng thực hiện tốt thông điệp 5K. Ghi nhớ bài học bằng cách xem lại video thầy đã hướng dẫn nhé. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Thầy hẹn gặp lại các em trong những giờ âm nhạc lần sau. Xin chào các em.